Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 8. Và hôm nay chúng ta cùng nhau giải sách bài tập tiếng Anh của Mai Lan Hương và Nguyễn Thanh Loan. Bài đầu tiên. Bài đầu tiên, bài Unit 1, My Friends, bạn của tôi. Trong bài này các bạn sẽ học những cái từ vựng về tính từ miêu tả, ngoại hình, tính cách con người. Rồi chúng ta cùng làm bài. Chúng ta có từ generous. Generous là hào phóng nha. Hào phóng. Chúng ta có từ orphanage là trại mồ côi. Trại mồ côi. Orphanage. Sociable là hòa đồng. Hòa đồng. Hòa đồng cởi mở. Planet là hành tinh. Planet, hành tinh. Từ next door là bên cạnh. Hàng xóm bên cạnh đó. Từ humor là cái tính hài hước, sự hài hước, danh từ. Truck là chuyện đùa, trò đùa, trò đùa. Reserve là nhút nhát, dè dặt, nhút nhát, dè dặt. Rồi chúng ta cùng làm bài câu đầu tiên. The Earth, trái đất. In the name of the, trái đất là tên của hành tinh mà chúng ta đang sống. Vậy đây chúng ta sẽ điền từ hành tinh, planet. Câu số 2, anh ấy có một cái tính hài hước nha, có tính hài hước rất là hay, sense of humor, tính hài hước. He always make people laugh. Cái từ laugh là cười này, anh ấy luôn làm mọi người cười. Câu số 3, after the death, đây là cái chết, sau cái chết của bố mẹ anh ấy thì anh ấy được gửi vào trại mồ côi. Chúng ta sẽ điền cái từ orphanage vào đây, trại mồ côi đây. Câu số 4, don't do it, đừng có làm điều này như một trò đùa, joke. It's a serious thing, nó là một cái thứ mà nghiêm trọng. Nó là điều nghiêm trọng đấy. Câu tiếp theo, she live, cô ấy sống, next to my house, bên cạnh nhà của tôi. She is my next door neighbor, cô ấy là hàng xóm của tôi, hàng xóm bên cạnh, cạnh cái cửa bên cạnh, next door. Câu số 6, she was, it was, chấm 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 này, of you to share your food with me, share là chia sẻ food, đồ ăn, tức là bạn thật là hào phóng khi chia sẻ đồ ăn với tôi. Cái từ hào phóng chúng ta sẽ điền vào đây là hợp lý nhất, generous. Câu số 7, my has a lot of friends, my có rất nhiều bạn. Cô ấy rất hòa đồng. Chúng ta phải điền từ hòa đồng vào đây là sociable. Sociable nha các bạn. Câu số 8. She never talk about her feeling. Cô ấy chẳng bao giờ nói về cảm xúc của cô ấy. Cái từ feeling là cảm xúc. Cảm xúc. Cô ấy dường như, cái từ seem là dường như. Dường như cái từ quiet là hoàn toàn. Hoàn toàn. Và thì chúng ta sẽ điền cái từ nhút nhát, dè dặt vào đây. Reserve. Rồi, xuống bài số 2, các bạn cần phải lưu ý về trật tự của tính từ. Trật tự của tính từ. Trật tự của tính từ. Tính từ. Bây giờ, mái tóc dài. Tóc dài chúng ta sẽ nói là gì? Là long hair. Tóc dài. Ở đây có một tính từ long thôi. Nhưng mà khi chúng ta nói tóc dài mà xoăn thì chúng ta phải nói như thế nào? Có hai cái tính từ. Chúng ta để long trước hay là curly trước? Nha. Thì theo thứ tự, long phải đằng trước và curly phải đằng sau. Long curly hair. Long curly hair. Hoặc là tóc dài đen sẽ là long black hair. Long black hair. Chứ black long hair là sai, phải là long black hair. Long curly hair. Long straight hair. Hoặc là short curly hair. Vậy thì khi mà có nhiều tính từ đi trước danh từ, chúng ta phải biết được vị trí của nó, phải theo thứ tự. Và chúng ta có quy tắc như sau. Các bạn nhớ quy tắc này. Ông Sáu ăn súp cùng ông Mập Phì. Các bạn nhớ nhé. Ông này, ông Sáu này, ăn này, súp này, cùng ông Mập Phì. Đây là cách nhớ của chúng ta. Và theo thứ tự như thế này thì các bạn sẽ để opinion là quan điểm, quan điểm của chúng ta ấy, quan điểm, những cái tính từ thiên về quan điểm như là đẹp này, xinh này, dễ thương này, chúng ta sẽ để đầu tiên. Sau đó sẽ đến size là kích thước. Size kích thước. Kích thước thì có sẽ là dài, ngắn, cao, thấp. Long, short, tall, big.
Rồi sau đó sẽ tới tuổi. Tuổi chúng ta có từ old là già, cũ, young là trẻ, new là mới đấy. Là kích thước là gì? Là tuổi. Sau đó tới hình dạng. Ví dụ hình tròn là round, hình vuông square, hình chữ nhật là rectangle, triangle, vân vân. Oval, hình oval đấy. Tiếp theo sẽ tới màu sắc, color. Rồi, tiếp theo sẽ tới origin, xuất xứ. Xuất xứ như là từ Trung Quốc hay từ Việt Nam. Material là chất liệu. Chất liệu chúng ta có bằng đá, stone, bằng da là leather, rồi bằng bằng gì nữa, bằng vải, bằng bằng tơ lụa, bằng len, bằng gỗ, gỗ là wooden. Rồi tiếp theo là tính từ chỉ mục đích. Tính từ chỉ mục đích sẽ đứng sau cùng, ví dụ như mục đích là để đi bộ chẳng hạn, mục đích là để ăn sẽ là eating, vân vân, mục đích để làm việc là working đấy, hoặc là mục đích để học là studying. Rồi chúng ta coi nhé, nhớ ông sáu ăn súp cùng ông mập phì. Rồi chúng ta coi này, bây giờ bài này nó cho chúng ta black long straight. Black là màu đen, long là dài, straight là thẳng. Vậy thì chúng ta phải sắp xếp long straight black hair. Ba tính từ phải xếp như thế này, kích thước trước, sau đó tới dài, ngắn, thẳng này. Bây giờ đấy, xong rồi tới màu đen này. Đấy. Rồi tiếp theo có hai tính từ wooden với lại từ round. Từ wooden là bằng gỗ, từ round là hình tròn. Bây giờ có cái gọi là shape, hình dạng và chất liệu. Chúng ta coi hình dạng và chất liệu thì cái nào trước, cái nào sau. Hình dạng là shape, shape đứng đằng trước, shape là ông sáu ăn súp, ăn súp. Rồi còn chất liệu là material, material đứng sau cùng. Vậy thì chất hình dáng đứng trước chất liệu. Vậy ở đây sẽ là round wooden, round wooden table nhé, round wooden table. Câu số 2, green, new, beautiful. Vậy thì các bạn nhớ này, beautiful là tính từ chỉ giác quan, tính từ không, tính từ chỉ về nói về opinion, nói về quan điểm á. Vậy thì chúng ta để beautiful đằng trước nhé. Sau đó còn hai cái từ green là new, các bạn coi, green là màu, color, new là cái tuổi, cái chữ A đó là ông sáu ăn súp cùng ông mập phì. Vậy thì ở đây các bạn phải để cái new đằng trước, cái green đằng sau. Ở đây sẽ là beautiful new green. Đọc cả câu nè. She is wearing a beautiful new green dress. Có nghĩa là cô ấy đang mặc một cái đầm rất là màu mới, màu xanh rất đẹp. Câu số 3. What a sunny, lovely day. Lovely là chỉ về quan điểm, opinion, nó đứng đầu tiên, sau đó tới sunny, lovely, sunny day, một ngày đẹp trời. Câu số 5, có blue, nice, big. Vậy các bạn xài từ nào trước nào? Chắc chắn là nice, nói về quan điểm đứng đằng đầu tiên rồi. Sau đó tới kích thước, big đằng trước, sau blue đằng sau, nice, nice, big, blue, eye, đôi mắt to, màu xanh mà rất là đẹp. Tiếp theo chúng ta có màu đen và bằng da. Cái từ leather này là da đó, nó là chất liệu, là material. Còn black, black là màu, là cờ. Vậy thì ông sáu ăn súp cùng ông mập phì. Vậy chữ cờ là chữ cùng, chữ m phải. Vậy là chữ cờ đằng trước, chữ m đằng sau. Vậy ở đây sẽ là black leather. Câu số 8. Câu số 7, giáo viên của tôi có khuôn mặt tròn nhỏ màu hồng. Bây giờ chúng ta coi này, chúng ta có round là hình tráng nha, sharp, pink là màu, color, small là kích thước. Vậy thì chúng ta xài cái gì trước? Chúng ta sẽ xài kích thước trước, sau đó tới hình dáng và sau đó tới màu. Vậy là small round pink face, một khuôn mặt nhỏ hình tròn màu hồng. Câu số 8, chúng ta có small là kích thước, metal là kim loại, đây là chất liệu, material, black là màu. Vậy thì chúng ta sẽ để kích thước trước, màu sau và chất liệu sau cùng. Small, black, metal, box, tức là nó là một cái hộp bằng kim loại màu đen rất nhỏ. Rồi, bài số 3, bài số 4, bài số 5 chúng ta sẽ làm trong video tiếp theo.